Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 5, sau khi đi tới quảng trường, Tiêu Viêm rất nhanh đã đánh bại đối thủ của mình. Lúc này đây, cuộc chiến kết thúc, sau tháng năm dài chờ đợi, gặp lại người mình yêu, Tiêu Viêm đã liền trao cho Huân Nhi một cái ôm để nóng cháy. Sau đó, mọi người lại trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Tuy vậy, trong lúc đang tu luyện, Tiêu Viêm lại gặp phải rắc rối khi Bạch Sơn tới quấy rầy hắn. Và trước sự thách thức của tên kia, suýt chút nữa, Tiêu Viêm đã dạy cho hắn ta một bài học. Thế nhưng, thật may cho hắn ta, lúc này Nhược Lâm đại sư đã tới, bởi vậy Tiêu Viêm đành dẫn Huân Nhi trở về. Lúc này, trong căn phòng tối, Tiêu Viêm cùng với Huân Nhi, hai người đã cùng nhau trò chuyện về những gì đã xảy ra trong 2 năm qua. Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng, Tiêu Viêm rất nhanh đã cùng với Huân Nhi đi tới quảng trường. Tuy vậy, ngay khi bước vào, Tiêu Viêm đã ngay lập tức bị ánh mắt của một vị lão nhân nhìn thấu. Ông ta có cảm giác đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm thật kỳ dị, nó giống như một ngọn lửa nóng cháy đang tuôn trào trong cơ thể. Còn ở phía dưới, Tiêu Viêm hắn vẫn chưa biết chuyện gì. Sắp Quân Nhi đi lên khán đài, hai người nhanh chóng cho một vị trí ở trên đó và ngồi xuống bên cạnh Nhược Lâm đại sư. Lúc này, trên khán đài, Tiêu Viêm cũng được vị lão sư này tiết lộ rất nhiều điều về những đối thủ mà trước mắt hắn sẽ phải đối mặt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc mọi người đang thảo luận thì một vị lão nhân đã tiến tới và tuyên bố cuộc chiến tiếp theo của ngày hôm nay, đó chính là cuộc đối đầu của Tiêu Viêm và Mục Lục. Và không để mọi người phải chờ đợi lâu, Tiêu Viêm rất nhanh cũng đã xuất hiện, sau đó chậm rãi đi xuống. Ở phía bên kia, Mục Lục, đối thủ của Tiêu Viêm cũng đã có mặt. Lúc này đây, đứng ở giữa sân khấu, sau màn chào hỏi nhẹ nhàng, Tiêu Viêm và anh chàng kia đã ngay lập tức lao vào nhau mà chiến đấu. Ở phía bên này, cầm trên tay huyền trọng xích, Tiêu Viêm mạnh mẽ đập thẳng vào thanh kiếm trên tay của Mục Lục. Trong khoảnh khắc va chạm, một cỗ kình khí không ngừng tỏa ra xung quanh. Tuy vậy, với sức nặng tới từ huyền trọng xích, Tiêu Viêm rất nhanh đã hất văng tên kia lại phía sau. Còn Mục Lục, tên kia sau một đòn bị hất văng, thanh kiếm trong tay hắn ta lại một lần nữa lao tới đâm thẳng về phía Tiêu Viêm. Và trước những mũi kiếm đang không ngừng đâm tới, Tiêu Viêm phải rất vất vả mới có thể tránh né. Tuy vậy, mũi kiếm đó có nhanh tới đâu, Tiêu Viêm vẫn tránh né tới đó. Cuối cùng, trước tốc độ tránh né cực nhanh tới từ Tiêu Viêm, tên kia đã phải tung ra con bài chân lật của mình. Từ trên người hắn ta, một luồng hỏa diễm màu xanh trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Thế nhưng ở bên kia, Tiêu Viêm am hiểu nhất cũng chính là hỏa diễm. Bởi vậy, ngay sau đó, một luồng hỏa diễm màu tím trên tay Tiêu Viêm đã xuất hiện và lập tức quán trú vào cây roi trên tay. Lúc này đây, chứng kiến Tiêu Viêm triệu hồi ra hỏa diễm, ở tại quảng trường, rất nhanh nhiều người không khỏi kinh ngạc vô cùng. Còn ở giữa sân đấu, Mục Lục ngay khi triệu hồi hỏa diễm, hắn ta đã ngay lập tức lao thẳng về phía Tiêu Viêm mà đánh. Lúc này đây, trên sân đấu, cây roi trong tay Tiêu Viêm không ngừng biến hóa, tốc độ cùng quỹ đạo là vô cùng ảo diệu. Chỉ trong thời khắc ngắn ngủi, tới cuối cùng, hắn ta rất nhanh đã đánh bại Mục Lục và khiến tên kia phải tâm phục khẩu phục. Và ngay sau đó, ở trên khán đài, khi cuộc chiến vừa kết thúc, trọng tài đã lập tức tuyên bố Tiêu Viêm là người thắng cuộc. Chỉ trong giây lát, khi âm thanh kia vừa chấm dứt, hàng trăm tiếng hò reo cổ vũ cũng vang lên. Còn những lão nhân ngồi ở trung tâm chứng kiến những gì Tiêu Viêm vừa thể hiện ra, hiển nhiên đã làm bọn họ cảm thấy thích thú. Lúc này đây, đứng giữa sân đấu mang theo ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Huân Nhi, Tiêu Viêm đã ban cho nàng một cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Chậm rãi đi lên khán đài, đứng đối diện với Huân Nhi, cảm xúc của hai người lúc này trở nên rất khó tả. Khẽ nắm lấy đôi tay thon dài của Huân Nhi, Tiêu Viêm rất nhanh đã kéo nàng sát lại người mình, sau đó vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn kia, thì thầm nói: "Nàng là của ta, mặc kệ thế lực sau lưng nàng có lớn tới thế nào, đối với ta, ta sẽ không bao giờ buông tay." Nghe thế vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi bây giờ đã đỏ bừng, nàng cứ đứng đó như đắm chìm vào cơn say. Tuy vậy, cảnh tình cảm đó rất nhanh đã bị Nhược Lâm đại sư cắt đứt. Lúc này đây, đem theo gương mặt ngượng ngùng, hai người lại một lần nữa ngồi xuống, theo dõi cuộc chiến tiếp theo giữa Nhâm Trình và Ngô Hạo. Có thể nói, trong trận chiến đó, Ngô Hạo đã thể hiện ra uy thế quả thực quá kinh người và rất nhanh, hắn ta đã đánh bại đối thủ của mình. Lúc này đây, mặc kệ đối thủ mình vừa đánh bại, bảo đao trong tay Ngô Hạo đã chỉ thẳng về phía Tiêu Viêm và quát lớn: "Người chính là Tiêu Viêm, có dám xuống đây chiến với ta một trận?" Đến đây thì hết tập 6/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.